mọi người, mình là Mai Phương đây. Và sau vài ngày vụ ngủ quên thì bây giờ mình đã trở lại với một cái phần review cái vật phẩm mà mới ra. Nó là vật phẩm nhưng mà đây là cái animation mới ra với giá 80 robot. Thật ra thì mình không định làm video đâu, mà mình thấy là được hai nhân vật này kêu gọi nên là thôi mình nghĩ là cũng nên làm một cái video review xem cái animation mới này nó có cái gì. Thì một lát nữa thì mình sẽ mua và mình sẽ vào phần avatar review cho các bạn xem là từng bước đi, nước bước và bơi, rơi rớt gì đó rồi coi nó hành động như thế nào nha. Rồi, thì bây giờ để mình mua đã. Và đương nhiên là mình đang quay trên cái điện thoại cũ. Thật ra thì mua điện thoại mới chứ thật ra điện thoại cũ mình thấy thích quay hơn, tại vì mình đã quá quen thuộc với cái điện thoại mới rồi ấy. Với một phần nữa là cái điện thoại mới á, khi mà quay á, cái âm thanh nó thu vô, nó nghe được có một bên. Mà nếu bạn đeo tai nghe vô á, bởi mình cũng rất là ít khi mà quay trên cái máy mới lắm. Rồi bây giờ mình sẽ vào phần review cho các bạn xem nha. Welcome back, bạn trở lại với cái phần avatar. Và bây giờ mình sẽ review cái animation mới mua nha. Ok, tại sao nó lại xuất hiện trong cái phần character nhỉ? Sao nó đứng yên vậy mấy má? Có kỳ vậy? Ủa gì vậy? Trời ơi, nhìn thấy ghê quá vậy. Tại vì mình đang sử dụng cái skin mà mặc chú hề ấy. Nó đứng yên luôn rồi. Bây giờ mình qua cái phần animation coi. Cái tướng đứng này sẽ là ngộ quá ta. Nó lạ lùng thế. Để một lát mình vào phần profile của mình xem nó có đứng làm sao. Coi coi tướng đứng làm sao. Rồi bây giờ cái tướng chạy nè. Trời đất ơi. Cái kiểu mà animation này là như slow motion đó mấy bạn. Đi nè. Đây là cái tướng đi. À đương nhiên là một lát nữa để mình vào game luôn. Mình vào game luôn cho nó chân thật. Chứ review cho phần avatar không thì nó chưa đầy đủ đúng không. Rồi bây giờ sẽ đi đến cái phần chạy. Ôi trời trời trời. Ôi chạy gì mà sao nghe thách thì cục giấy. Trời đất ơi cái gì vậy. Thôi tới cái phần mà nhảy coi. Nhảy mà nó không dang cái chân ra luôn. Nhảy cái gì vậy trời. Rồi tới cái phần mà rơi xuống. Nè rơi xuống thì nó có tẹt cái chân ra nè. Ồ. Rồi tới cái phần mà leo lên. Ôi leo lên này, leo lên cầu thang sao leo trời. Lạ. Không biết làm sao kiểu gì để mà leo lên được luôn ấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với phần bơi nha. Khi bơi lúc này tiếng cá quá à. Rất là nhẹ nhàng luôn. Còn kiểu này là đây kiểu vậy nhưng mà mấy bạn lên trên mặt hồ ấy. Rồi đây bơi nè. Xịn nha. Ôi cái này mà kiểu dạng là emo được ấy. Kiểu mỗi lần mình quay video review avatar cái mình chọn cái animation này review đồ được nè. Dễ thương à. Hết rồi, swim xong rồi. Rồi bây giờ mình sẽ vào phần cái phần profile. Profile xem cái tướng đứng nó như thế nào coi. 80 đó bút thì nó cũng khá là rẻ, tại vì so với những cái animation khác là 250 nè, 500 nè, 1000 khá là mắc rồi. Ô. Oh. Xịn nha, xịn nè. Thích đấy. Ôi. Được đó mấy bạn, mình nghĩ là bạn nào mà có robot các bạn có thể mua để mà sử dụng cái này nó đứng được cái tướng mà trong cái avatar, cái profile của mình ấy, nó xịn xịn này. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái game review nữa cho nó cụ thể hơn. Are you fake? No. Tôi là Mây Phương chính hãng bạn ơi. Đây, ok, mình sẽ review cho các bạn xem khi mà vào game thì cái animation của mình nó sẽ sinh động như thế nào. Ok, chào bạn nhé. Thật ra thì mình đang quay video nên là mình không có thể chat được. Đây, thì khi đứng nha. Tướng đứng của mình thì nó sẽ như thế này. Và một lát nữa mình thấy là cái đầu ấy. Từ từ. Sao vậy? Tại sao lại gục ngã? Vậy? Ừ. Khi mà mình để cái gì vậy? Trời đất ơi. Nè đây là cái tướng đi nha mấy bạn. Cái tướng đi nó sẽ như thế này. Đó, đi như thế này. Đó.
khi mà đứng á, mình thấy là cái đầu nó nè, cái đầu nó có xoay qua xoay lại nhìn nè, mình thấy kiểu như mấy con ma mannequin đứng xoay gì trong phim kinh dị á mấy bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ đến cái chỗ hồ bơi để cho các bạn xem là cái tướng bơi nó sẽ như thế nào, tại vì hồi nãy là mình review trong Avatar nó bơi nó rất là xịn sò. Đây, leo lên đó, trải nghiệm đủ leo lên luôn nè, cho coi leo lên nè. Leo kiểu này nó hư cấu bất hợp lý dễ sợ. Rồi xong lại gục ngã. Mình nhớ mình đâu có đụng vô cái nút nào đâu ta. Sao kỳ ta, có nút nhảy đâu à, kỳ cục. Rồi bây giờ thì mình sẽ bơi xuống cho các bạn xem. Rồi lại nữa, lại gục ngã nữa. Trời ơi. Rồi bây giờ mình sẽ bơi dưới đây cho các bạn xem nha. Đó, cái tướng bơi nó rất là đẹp. Đúng là như Nin nói là cái tướng bơi nó khá là ổn nhất. Đó, để xuống dưới. Nè nè, cái hồ này nó hơi cạn nên là không có thấy rõ được. Nè đó, tướng bơi là như thế đấy. Tướng bơi như thế này nè. Đó. Rồi, mình nghĩ là cái phần review này là đến đây là được rồi nha. Mình nghĩ là nếu bạn nào có Robux thì các bạn có thể chi tiền ra và mua được cái animation này. Tại vì mình thấy nó khá là đẹp. Mình khá là hài lòng. 80 Robux bỏ ra không uổng, không hối hận. Rồi, bye bye. Hẹn gặp mọi người trong những video tiếp theo. Có một cái animation mà review cả mấy phút trời luôn.